đi lễ ở nhà thờ của Hàn Quốc, Christmas. Đang đi đợi mấy chị đi coi cây thông này đẹp lắm nè. Đó, đẹp cái không? Đang đợi mọi người. Này, nhà thờ của Đại Hàn, của Hàn Quốc. À, sửa áo sửa quần lại coi. À, bây giờ đi. Ủa, chị cũng đi nữa đó hả? Du hình, tao đang quay phim. Đi vô, đi với ai vậy? Ai chở vậy? Đi với Nguyên á hả? Thôi em. Ủa, đây nè, phe của em bên đây. Dạ, hai bà xui. Thu. Thu, chị Dân ra đây rồi nè. Dân rồi nè. Chị Thu, bà xui của em nè. Bà xui em nè. Bà kêu em chứ em cũng thấy bà nữa đó. Má vợ hoàng á. Ủa, cái miệng em lớn quá. Vừa đi vừa quay phim. Thu, đưa cái mặt vô. Mặt đỏ quét à. Mặt trời, mặt Thu đỏ. Mặt Như đỏ. tôm luộc, luộc luôn. Thôi mặt đỏ. Bà xui là cái bà kia. Bà mới vô thay đồ á. Chút là chút chỉ giới thiệu là em vừa đi vừa cái phim nè, cái bà ủa đi đây nữa hả, nó ủa ai chặn. Bà xui đâu, phe ta đâu kìa, đó vui ghê không, em quay phim với anh Kiên. Vậy là nãy xe của anh để thiệt rồi. Phải không? Ủa, Phải. anh Phong là tới nãy giờ mà, anh Phong tới nãy giờ phải không? Đó, phe ta nè, cái thông nắng đẹp quá, chắc là em chụp bôi quá. Cái thông đẹp, để quay cái thông. Cái thông đẹp không? Hai cái thông. Cháu Thu, mặt Thu nè. Dưới ghê không? Ý là mặt em có má hồng đó mà còn đỏ không bằng Thu luôn. Ha. Đỏ lắm. Bởi vì phải đem vô quạt mà nó đỏ nó khó chịu. Nè ba đứa mình vô. Ui. Cái mặt đỏ. Thấy không? Nghiêng qua nghiêng lại. Em ngựa lắm, tối ngày em cứ quay phim chụp hình hoài.